Hôm nay là một ngày dài nhất trong cuộc đời thiếp. Bây giờ thiếp nhớ lại vẫn thấy sợ. Sợ gì chứ? Sợ Tạo Sáng không về sao? Có phải nàng cảm thấy ta đã làm một chuyện của người điên? Chỉ là thiếp chưa từng nghĩ chàng cũng có những lúc bất chấp hậu quả. Cha! 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 Cha, mẹ, đại thiên ông Hoàng Phạm bỏ trốn trong đêm. Có mười mấy tên quan nhỏ cũng bỏ trốn. Hoàng Phạm? Hoàng Phạm là người đa mưu túc trí, lại từng mang ơn Tào Sản. Nhất định sẽ đi báo tin cho Tào Sản biết. Hoàng Phạm sẽ nói với Tào Sản, thành của chúng ta trống, còn phòng thủ bất lực, nhưng đã cho người đuổi theo. Trong thành không đủ người, sao trách Sư Nhi được? Bây giờ đành chờ tin của trưởng thái quý thôi. Chưa được lòng người. Đại tướng quân, đêm nay Hoàng Phạm và hơn 10 vị đại thần xông khỏi thành môn trốn ra khỏi đó, chính vì để báo tin cho ta biết Lạc Dương Tư Mã Ý chiếm cứ chỉ là tòa thành trống có 3.000 hộ quân thôi. Nhưng trong thành có thái hậu, kho binh khí, chiếm cứ thành đô, có thể hiệu lệnh thiên hạ. Ngày xưa võ đế dùng thiên tử hiệu lệnh chư hầu, thiên hạ không dám không tuân. Huống hồ đại tướng quân vốn chỉ là phò thần, bỏ công 10 năm, quyền cao chức trọng, chúng ta lại có thiên tử trong tay, có thể điều động mọi binh mã. Tư Mã Ý chẳng qua chỉ đang nắm giữ một tòa thành trống. Nếu như chúng ta trúng gian kế của chúng trở về trong thành, sẽ như cá nằm trên thớt, mặc chúng xử trí. Tư Mã Ý chẳng lẽ chỉ buông tha cho chúng ta sao? Trong thư hắn nói với ta, nói cái gì à, mong về phía đông, tuyệt đối không làm hại chúng ta. Bây giờ là lúc nào rồi hả, còn mong cái gì nữa? Thái phó nói không bị hỏi tội. Ngươi! Đại ca, Tư Mã Ý nói là chỉ tước binh quyền, đại ca vẫn là công hầu, nhưng nếu giao chiến lỡ như không thắng thì sẽ chết, không có chỗ chôn thay. Tư Mã Ý dụng binh như thần, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Thế tử của thần còn ở trong thành, biết phải làm sao? Phải đó đại tướng quân, lỡ như chúng ta không thắng thì sẽ chết, không có chỗ chôn thay. Xin đại tướng quân suy xét. Các người chỉ lo cho tính mạng của mình và người nhà, chẳng lẽ muốn hại chết đại tướng quân sao? Thế tử của ta cũng đang ở trong thành Lạc Dương. Bệ hạ gia đau. Thấu kiến bệ hạ. Trẫm muốn về Lạc Dương, muốn gặp mẫu thân. Đại tướng quân, bọn họ nói thái phó không cho chúng ta hồi cung, có thật không? Tư Mã Ý mưu phản, xin bệ hạ hạ chiếu thảo phạt. Trẫm không muốn đánh trận, trẫm muốn hồi cung. Đại ca, thái quý đích thân bảo đảm rồi, chúng ta quay về đi. Được rồi, đừng nói gì nữa. Để ta suy nghĩ. Để thần suy nghĩ. À, bao! Đại tướng quân, có thư của Hạ Phò Mã và phu nhân từ Lạc Dương. Mau mau mau, mang qua đây. Dạ. Bệ hạ cứ yên tâm, trung thần sẽ có kế sách ứng phó.
cấp thúc đến rồi. Ta tới để từ biệt Trọng Đạt. Cấp huynh, chúng ta đồng hành một đời, sống chết có nhau. Hôm nay sao lại bỏ ta mà đi? Trải qua 40 năm sống trong đau kim đẫm máu, ta cũng phải quay lại giang hồ nhìn ngắm lần nữa. Cấp huynh không đi cùng ta vì huynh thấy chúng ta không cùng đường, đúng không? Ta thân là võ phu, nhưng ta biết nước nhà ra nông nổi bây giờ không thể để mặc tên Tào Sản tiếp tục làm cho thôi nát. Đã qua bao nhiêu năm, chúng ta già nua từ lâu. Trọng Đạt nghĩ về miếu đường, còn ta thì nghĩ về suối rừng. Chỉ có thể tiễn huynh tới đây. Cha, có người bỏ đi, cũng có người ở lại. Người đời sẽ nghĩ những gì về chuyện chúng ta làm? Mặt trời mọc ngày hôm nay, sau này còn thuộc về chúng ta không? Mặt trời mọc rồi lặn, thời gian không theo con người, xuân không phải của ta, hạ cũng không phải, thu cũng không phải, đông cũng không phải. Đại tướng quân, đừng ngồi đây chờ chết nữa, lập tức xuống quân Nam Hạ đi. Thôi đừng Nam Hạ nữa, Từ Mã Y chỉ muốn giành binh quyền thôi. Nhưng cho dù bãi chức thì ta vẫn là hoàng thân mà. Thắng bại rất khó đoán. Về đi, đi về đi. Tuyệt đối không được đâu đại tướng quân. Về đi. Gia quyến các tướng sĩ đều ở trong thành, không ai chịu đánh trận hết. Lão Dư, có người muốn giết ta thì sao? Về đi, chúng ta hồi thành đi. Lệnh tôn Tào Tử đang anh hùng khí phách tới như vậy mà lại sinh ra một đứa con nhu nhược yếu hèn tới mức này, không bằng bọn bò lỡ ngu si. Uổng công ta một lòng phò tá tướng quân, bây giờ ngài chỉ ngồi chờ cái ngày bị diệt môn. Trời diệt Tào gia, trời diệt Đại Ngụy rồi. Thank you.
thái phó. Chiêu bá, đứng dậy. Tạ thái phó. Thái phó, tào sản hổ thẹn với thái phó. Cầu kiến bệ hạ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Thái phó, người làm gì vậy? Thần phái binh cứu gia, bệ hạ không cần lo sợ. Thái phó bình thân, mấy chuyện này là do Tào Sản làm, trẫm không hay biết. Thần hiểu rõ tâm lòng bệ hạ. Lần này thần khởi binh là thân bất do kỷ, giết gian thần, an xã tắc, bày tỏ tâm lòng của thần đối với đại nguyện. Tào Sản chuyên quyền lộng hành trẫm biết rõ, nhưng dù sao cũng là thúc của trẫm, là đại thần phò chính phụ hoàng ban cho trẫm. Trẫm xin thái phó đừng xử trẫm, được không? Bệ hạ, triều đường tự có phán xét, thần không dám tự ý quyết định. Đưa triều bá, đưa đại tướng quân hồi phủ. Người đâu? Đưa đại tướng quân hồi phủ. Dạ. Thái phó, ngài từng hứa cho ta gặp gia quyến, ngài đã hứa mà thái phó. Triệu bá yên tâm, tôn phu nhân và công tử đã được đưa về phủ.
Đa tạ thái phó. Đa tạ thái phó. Đa tạ thái phó. Thái phó, thái phó, ta còn một chuyện thỉnh cầu. Đó là Đinh Thượng Thư à, ngán tính à, ngán tính, ngán tính là ông ấy. Lúc ông ấy rảnh rỗi có tay phủ của ta gặp ta không? Chiều ba à, nếu không thể giúp đỡ cho nhau, chỉ bằng hãy quên tất cả đi. Thái phó, thái phó, nhưng mà ông ấy đại tướng quân, sao phải xin hắn? Nếu đây về nộp mạng thì chết sao cho có thể diện đi. Ngạn tính, không được nói vậy. Thái phó là một người rất trọng lượng. Ông gạt được bệ hạ với đại tướng quân chứ không gạt được ta. Từ Mã Ý, Lạc Hà ở ngay sau lưng ông, dù có rớt xuống sông cũng không thể rửa sạch tội danh xóa ngôi của ông. Ông chỉ có thể bị thiên hạ mắng chửi ngàn đời. Ngạn tính, thái phó cao tuổi, không được lỗ mãng. Mời đại tướng quân. Bệ hạ, Lạc Hà Giang này dù dài vẫn phải có điểm dừng. Chỉ cần thần còn sống, thần sẽ không để ai làm nguy hại tới đại nguyện. Thái phó bình thân. Lão thần cung tiễn bệ hạ. Đa tạ thái phó. Lui ra. Dạ. Dạ. Sĩ Quy, có học trò. Con tinh thông văn thư hình danh. Từ hôm nay nhận chức trung thư thị lang, vào thượng thư đại thẩm vấn vụ án tào sản. Học trò tuân lệnh. Học trò biết nên làm thế nào. Sĩ Tài, có học trò. Con làm quan nhiều năm, thông thuộc yêu vụ quân chính, mau tới Trường An phòng Khương Duy thừa cơ tấn công. Học trò tuân lệnh. Sư nhì chiều nhì, thu hồi binh quyền của huynh đệ. Tào sản. Dạ, hài nhi tuân lệnh. Phải rồi, triệu hạ hậu quyền về đây. Cha, hạ hậu quyền trung nghĩa cương trực, tội hành của tạo sản huynh ấy không can dự. Mình có nên... Ừ,
chuyện ta cần làm đã xong, bước tiếp theo dựa vào các con. Cẩn trọng. Dạ. Cha. Ân sư, ân sư. Dạ. Dạ. Ân sư, ân sư. Dạ. Cha. 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 Cha ngủ rồi. Chúc mừng nhị công tử, một bước thành danh. Tôi chỉ hưởng nhờ công lao của cha mà thôi. Chúng ta đều biết rõ, nếu công tử mà không có binh quyền thì như chim bằng không được gặp gió thuận. Cuối cùng công tử đã có thể thực hiện được hoài bão. Sĩ quý huynh cũng như tôi thôi. À, tôi phải gọi là Trung Thị Lan. Nhị công tử đừng trêu chọc tôi nữa, cậu biết rõ chí hướng của tôi mà. Tôi chỉ muốn diệt trừ hậu hoạn cho ân sư. Chỉ còn cách diệt trừ toàn bộ dư đảng của Tào Sản, hai người chúng ta mới thực hiện được hoài bão. Có điều ân sư đã quá nhân nhượng đối với Tào Sản. Cha tôi đã kiệt sức trong cuộc tranh đấu đó rồi. Ông ấy đã mềm lòng, cũng nhút nhát hơn. Có những chuyện phải do hậu bối chúng ta làm thay. Hàn Lâm nhận tội, nhiều lần mưu hại sư phụ. Tào Sản đã diễn tập binh mã, dự định trong tháng 3 ép thiên tử nhường ngôi. Nhường ngôi? Tào Sản tuy có giả tâm nhưng không tới mức như vậy. Tào Sản mua chuộc lòng người, gây bè kéo cánh, lấy thiên tử làm con cờ, độc chiếm hậu cung thiên tử. Hắn nuôi chí tạo phản từ lâu lắm rồi. Mà không chỉ Hàn Lâm, Hà Yến cũng thừa nhận Tào Sản tạo phản. Cha không thể không phòng, không thể để cho họ nhen nhóm trở lại. Khoan hỏi tới Tào Sản, đưa đám người Đinh Mật Ly Thắng tới Đình Quy. Dạ. Dạ. Tử thư, cười ta đi. Ta tới đây vì muốn cho Hà Phò Mã một con đường. Một kẻ thua cuộc thiên hạ cười chê, còn con đường nào nữa?
chức vị đình quý, một trong tam công, Hà Phò Mã, cần hay là không cần? Hà Đình Quý, tội phạm giải tới rồi, xin mời. Tử thượng, ta khó đảm đương nổi. Chức vị này cậu tìm người khác thay đi. Hà Phò Mã, đây là cơ hội cứu mạng. Ngài không làm vậy, sao ta thỉnh công cho ngài? Nhưng mà cậu đã từng hứa với ta không làm hại đại tướng quân mà. Đó là bởi vì lúc đầu ta không biết Tào Sản muốn mưu phản. Đại tướng quân vẫn là hoàng thân quốc thích, không thể cho một con đường sống được sao? Bây giờ Hà Phò Mã muốn làm trung thần hay sao? Cha ta không muốn ép hắn vào chỗ chết. Nhưng đang trong lúc quan trọng, ta khuyên ngài hãy suy nghĩ kỹ, phải làm sao rửa sạch tội danh của mình. Đây chính là cơ hội duy nhất mà ngài có. Đại tướng quân lên cầu! 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 Đại tướng quân chống nạnh! 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 Đại tướng quân khom lưng phủi hài! 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 Đại tướng quân nhìn trời thở dài! 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 Đại tướng quân nhìn trời thở dài. Nhận rồi, nhận tội hết rồi. Dây cánh Tào Sản có bao nhiêu người mưu phản hả? Tổng cộng 7 người. Hình như là tính nhầm rồi đó. Tính nhầm à? Đâu có. Không đúng, chưa hết. Chưa hết. Tào Sản, Hàn Lâm, Đinh Mật, Đặng Dương, Lý Thắng, Tức Quỷ, Hoàng Phạm,
Tổng cộng là 7 người mà. Không đúng. Vẫn chưa hết. Hết rồi. Là 7 người đó. Nghĩ lại xem. Vẫn còn một người. Nghĩ lại xem. Tư Mã Chiêu, thì ra người ác độc nhất là cậu. Ngay từ đầu cậu đã tính ta vào đó, lợi dụng ta để đại tướng quân đấu với cha của cậu, lợi dụng ta hại đại tướng quân, là cậu giết Hạ Hầu Quy. Hạ Phò Mã quả nhiên là người thông minh. Nhưng bây giờ ta chơi đủ lắm rồi. Ngài cũng có thể xong việc lui về. Ngài biết hết mọi chuyện. Khá lắm. Nhưng một chữ ngài cũng không dám nhắc. Bởi vì ta giữ lại thê tử của ngài, coi như có tình có nghĩa với ngài lắm rồi. Ta rất thích những người giống như ngài đây. Nhát gan sợ sệt, nhưng mà làm ra vẻ thông minh. Tư Mã Chiêu, cậu là người hay là ma vậy? Phải xem đối với ai mới được. Là ta đã hại đại tướng quân. Ta đã hại đại tướng quân. Hạ Phò Mã, đừng tự trách. Rồi cũng tới ngày thôi. Tư Mã Chiêu, ta có làm ma cũng không tha cho ngươi đâu. Nhị công tử à, ta cảm thấy nếu giết hắn đi sẽ an toàn hơn. Để cho hắn tự kết liễu trong lao ngục sẽ thoải mái hơn nhiều. Cha tôi cũng không quan tâm tới hắn đâu. Cũng chỉ có Hà Yến mới tra được tường tận như vậy. Biết người biết ta mà. Cậu nghĩ là cái này thuyết phục được thái phó sao? Chỉ cần thuyết phục được đại ca của tôi là được rồi. Để vừa biết là Tào Sản đinh mật ép đại tẩu theo dõi chúng ta. Đại tẩu không chịu nghe theo, nên bọn họ giết chết đại tẩu, giáo họa cho chúng ta. Mẹ cũng bị bọn họ bức chết. Lập tức đi bắt Tào Sản. Dạ.